Chào thầy và các bạn, hôm nay em xin báo cáo bài tam giác hiển thị chữ mã số nhân viên khoảng 3 giây sau đó tắt và chạy chữ hello từ phải sang trái 3 lần. Đây là mặt em đã vẽ sẵn. Sử dụng bit 1F4550 điều khiển. IC74HC573 gắn liền với 2C74HC595 và gắn vào hai khối điện trở này là cổng đảo để thay thế cho các transistor này để đảo nó ra của IC. Và led sử dụng là lại led cathode anode. Đây là chương trình hàm thư viện biến chữ hello có đây là giá trị của chừng tử, đây là chữ H, đây là chữ E, chữ L và chữ 0. Các biến đếm P, I, G và biến BDN. Chương trình cài đặt 21. Đặt giá trị trước là 3036. Chương trình mã số nhân viên. Led số 7, led số 0 thì hiển thị số 4, led số 1 hiển thị số 9, số 2 thì số 2 tương tự. Cho led thứ 7, đây là mã số sinh viên của em 1442294. Rồi dùng hàm lệnh hiển thị 8 led 7 đoạn. Tiếp theo là chương trình chạy chữ hello từ phải sang trái. Đầu tiên là cho tắt led, tắt 8 led, đây là hàm tắt 8 led. Tiếp theo là cho chạy chữ có 8 led và chữ hello có 5 chữ nên là y từ 0 đến 13. Led số 7 sẽ nhận giá trị của led số 6, led 6 nhận giá trị số 5, tương tự led số 1 nhận là số 0 để chữ có thể chạy qua. Nếu mà T nhỏ 5 thì hiển thị chữ hello, còn ngược lại thì tắt led hiển thị, sau đó thì hiển thị 8 led tại đoạn. Đây là chương trình chớp tắt chữ hello. Mình sử dụng 5 led là led thứ 2 đến led số 6. Còn led 1, 0 và led thứ 7 mình cho tắt. Đây là lệnh chớp tắt 3 lần. Xuất 8 led 7 đoạn ra và sau đó thì hiển thị 7 đoạn quét chương trình chính. Cài đặt IC chốt. Cài đặt timer 1, chia xung nội, chia trước là 8, đặt cho timer 1, giá trị là 3036. Đây là lệnh nhắc toàn cục, đây là lệnh nhắc timer 1, hàm luật tuần hoàn. Nếu mà cái biến này nhỏ 10 thì hiển thị mã số nhân viên, còn ngược lại thì cho chạy 3 chương trình con, đó là chương trình chạy chữ hello từ phải sang trái, hello chớp tắt và đặt lại cái biến mà không. Okay. Xin mô phỏng trên Lotus. Hiển thị mã số sinh viên khoảng 3 giây. Sau đó chữ hello chạy qua.
qua thì nó sau đó nó sẽ hiển thị lại chớp tắt 3 lần. Và sau đó là hiển thị lại mã số nhân viên. Báo cáo với anh em là hết. Cảm ơn thầy các bạn đã lắng nghe.